Thưa quý vị, sợ sai, sợ trách nhiệm hiện đang là căn bệnh khiến cho việc giải quyết nhiều công việc chính đáng của người dân, của doanh nghiệp bị đình trệ, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đáng nói nữa, đây cũng là nguyên nhân làm giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước. Đây là vấn đề đã được Đảng ta kịp thời nhận diện và có nhiều giải pháp quyết liệt để loại bỏ căn bệnh này. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Lần đầu tiên Đảng ta đề cập yêu cầu cần phải có cơ chế để bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Tiếp đó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Tuy nhiên, thực trạng cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm, không dám quyết vẫn là căn bệnh nhức nhối, gần đây là một lần nữa nóng lên ở nghị trường kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Và đây cũng là một trong những vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ Hội nghị Trung ương 7 khóa 13. Nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức. Có cơ chế chính sách để khuyến khích bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh thì sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, để dẫn đến làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn bản thân, né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tại thành phố Đà Nẵng, thực trạng này đã được nhận diện kịp thời qua nửa nhiệm kỳ. Thành ủy Đà Nẵng đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là do năng lực, tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ý chí chiến đấu của một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý còn hạn chế. Vẫn còn hiện tượng nặng về chấp hành thực hiện, thiếu bản lĩnh trong đấu tranh, bảo vệ cái đúng, chỉ ra cái sai, bị động trong một số lĩnh vực. Chất lượng của việc tham mưu một số lĩnh vực chưa cao, trong khi sự chủ động, mức độ phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực, cơ quan đơn vị chưa chặt chẽ. Từ đó, lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm quyết khắc phục tình trạng cán bộ trên địa bàn, né tránh, đùn đẩy công việc. Cần đánh giá sát đúng tình hình, nhất là những tồn tại hạn chế để qua đó đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp và xác định rõ các cái nguồn lực và trách nhiệm trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện để nhằm đạt được các cái mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ. Đặc biệt là đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu các giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ lé tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn trong quá trình thực thi công vụ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành văn bản đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, đề nghị phải kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan đơn vị địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Đã qua nửa đầu của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, nếu tình trạng này không được quyết liệt chấn chỉnh, thì hậu quả có thể xảy ra là nguy cơ các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ khó có thể hoàn thành và nguy hiểm hơn là sẽ làm giảm sút niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào một bộ máy nhà nước.